Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay chủ nhật ngày mùng 10 tháng 3 năm 2024, gia đình xin kính chúc toàn thể anh em yêu lan một ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Và xin giới thiệu với anh em một số cái mã lan hàng thuần, hàng nguyên bản và hàng rời giới thiệu đến với anh em. Hôm nay là chủ yếu là hàng cáo với hàng trồn là tam bảo sắc để đưa lên anh em sưu tầm rồi để chơi. Và sau đây đưa vào các mã này, các mã lan rất là đẹp anh em nhé. Đấy, chủ yếu là đi lấy từ dân về, họ vừa đi lấy từ rừng về nên là hàng rất là đẹp, hàng nguyên bản, hàng thuần, hàng rời đều có. Đây là các mã cáo đây anh em nhé. Đấy, mã cáo rất là đẹp, quay sơ qua để anh em nắm mắt. Đấy, hàng hôm nay cũng tương đối nhiều, độ 30 mã. Và sau đây đi vào các mã. Mã thứ nhất đó là hàng cáo. Cáo ở đây cành cây này là mọc ở trên cái cành, cái rễ cây rất là đẹp này. Được 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 cặp lá anh em này. Đấy, cây rất là đẹp. Và cái cây này cũng bắt đầu đang nụ anh em nhé. Đấy, anh em xem ở phần trên này đấy, đầu ngón tay cái đang bắt đầu ra nụ. Cáo thì cáo với trồn thì mùa này thì cơ bản nó đang bắt đầu ra. Mã này thì được 5-7 cặp lá này và hai cái mẫu bé bé. Mẫu này một cây này, mẫu này thì có hai cây này. À, như thế này, ba mẫu như này. Và có giá là 250.000 đồng anh em nhé. Và sang cái mã thứ hai, mã này cũng rất là đẹp, cây dòng lá xếp ạ. Được 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 cặp lá mỗi cây. Đấy, về anh em cái này chỉ việc chơi thôi chứ không phải làm gì cả. Đấy, anh em chỉ treo chơi thôi. Đây là nguyên bản đấy anh em nhé. Đấy, cây này là nguyên bản, không phải dân nó trồng nhưng mà nó tự mọc. Đợt thời điểm mới lấy về nó lỏng cho nên là dân nó kẹp cái cây này vào cái nhựa vào đây để cho nó gắn, nhưng mà cơ bản bây giờ nó phủ kín rồi. Phần rễ của nó phủ kín hết rồi. Mã này cũng có là giá là 260.000 đồng. Đấy, cây rất là đẹp, hai cây anh em nhé. Đây, giới thiệu với anh em một cây này nữa cũng rất là đẹp này, nguyên bản đây này, còn rong rêu đầy đấy anh em, bám đầy đấy, phần rong rêu. Cây này được 1 2 3 4 5 6 6 cặp lá, còn nụ thì chưa thấy, nó chưa thấy cái nụ của nó đâu. Đằng này chắc ra có cây thì ra chậm hơn. 170.000 đồng mã số 4. Và ở đây có cái mã hàng rời chưa giới thiệu với anh em, có mấy cây rất là đẹp. Đấy, đây là cáo, hôm nay gia đình là toàn cáo tím nhá. Một cây này, cây này được 1 2 3 4 5 cặp lá này. Hai này. Cây này được 2 4 cũng 4 5 cặp lá này. Toàn lá xếp rất là đẹp. Ba này. Này về anh em ghép thì sống 100%, cái dòng này rất dễ sống thôi. Nó cũng như dòng trồn ấy. Đấy, đang chửa nụ đấy ạ. 3 này, 4 này, cây này cũng rất đẹp. Toàn cáo tím anh em nhé. Và có hai cây bé như thế này, 4 cây và hai cây bé. Và có giá là cái mã này là mã số 2 anh em nhé, 150.000 đồng. Đấy, mã số 2. Và sau đây đi vào một cái mã số 5. Mã số 5 thì có hai cây, cũng nguyên bản, dân họ vừa cắt từ rừng về. Được hai cây. Cây này. Hai cây như thế này. Có giá là 120.000 đồng. Sang mã số 6, cũng nguyên bản,
Đây rong rêu mọc rất là đều nhiều ấy. Phụ đầy 100.000 đồng mã số 6. Mã số 6 đây một cây anh em nhé. Đây. Cây nó chúc vào trong thân gỗ chứ không phải là cây nó bị gãy hay là bị như thế nào anh em nhé. Đấy. Có giá là 100.000 đồng mã số 6. Đấy, mã như thế này. Sang mã số 7. Mã số 7 này rất là đẹp. Nhiều thân mà thân đều to. Đấy, đây. Cầm lên cho anh em xem. Này là nguyên bản đây này. Họ cắt từ rừng về treo ở nhà lâu rồi. Đây là mặt sau. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Và cho ra hoa hết rồi anh em nhé. Đấy. Các cái thân như thế này cho ra hoa này. Nó đã ra hoa này. Ở phía sau nữa. 7 cây. Rất là đẹp. Có giá là 350.000 đồng anh em nhé. 7 cây. Đấy. Và sang cái mã số 8. Mã số 8 thì trồng ở trong cái bảng gỗ. Bảng gỗ như thế này. Được 1, 2, 3, 4, 5 cây. 5, 6 cây. Có cây thì còn hơi bé. Có giá là 150.000 đồng. 5 cây. Và ở đây có cái mã kia quên đánh số cho nên là bây giờ đánh lại thì nó là thành những mã cuối. Và mã này là mã số 30, mã số 30. Cả trồn cả cáo. Trồn thì đang ra nụ. Đấy, và cành hoa của vụ trước rất là dài, khoảng độ 40 cm. Ở dưới này thì còn hai cây trồn nhỏ nhỏ và phía bên đây là cành cạnh cây cáo. Cáo ở đây cũng ra hoa rồi. Và phía bên này thì có cả một số loại lan, không nhầm ở đây nó là hương vân đi, hay còn gọi là hoàng thảo tam bảo sắc đấy. Thành như là cái mã này là có 3 loại lan. Đấy, cho anh em xem kỹ. Mã số 30, 150.000 đồng. 150.000 đồng anh em nhé. Và mã số 31 cũng là cáo. Ở đây có 3 cây. 3 cây này rất là đẹp. Đấy, đều thân. Trồng thuần lâu rồi anh em nhé. À, trồng trên cái chậu lớn họ làm tạo thành chậu. Có giá là 200.000 đồng mã số 31. Mã cáo của gia đình hôm nay toàn là dòng cáo tím rất là đẹp. Và ở đây có một cái mã cáo rất là đặc biệt. Mã này rất là to. Thân lá rất to. Và trồng ở trên cái cây màu cây dớn. Ở phía bên là có 2-3 cây trồn nhưng cây trồn không được đẹp lắm. Nhưng mà cũng ra nụ anh em nhé. Yên tâm. À. Ở phía trên này cũng ra đấy. Thấy cây già như này nó vẫn ra nụ bình thường. Đấy. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cặp lá. Cáo rất là đẹp này. Thân lá anh em này. Ở phía sau này là ngả màu vàng, ở đây là ăn ngoài nắng nhiều quá. Đấy, ngoài nắng nhiều quá. Và hoa cái vụ trước rất là dài, dài khoảng độ 50 cm. Còn chưa thấy nụ mới đâu. Chắc là cũng chưa kịp ra. Mã này là có giá là 300.000 đồng. Mã cáo này 300.000 đồng anh em nhé. Và sau đây đi vào các cáo rồi chuyển sang trồn. Đây có mã, những cái mã trồn rất là đẹp. Đây thân cặp lá rất đẹp này. Nguyên bản này anh em nhé. Đấy, dân họ vừa chặt từ rừng về. Cây vẫn còn tươi nguyên. Cây này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá. Vụ trước thì có hai hoa, hai vòi hoa. Đấy. Vụ này thì đang bắt đầu nhú ở trong thôi. Cái này còn ra còn rất là ngắn, đang ở trong. Đang chửa ngắn. Có giá là 160.000 đồng.
Mã số 9. Mã số 10 cũng rất đẹp. Đây. Mã số 10 cũng là nguyên bản. Cũng đang bắt đầu chuyển nụ ở phần dưới. Dọn dòng lá xếp nhé, rất đẹp anh em ạ. Mã này được 1, 2, 3, 4, 5, 5 cặp lá. Cũng có giá là 150.000 đồng, mã số 15. Mã số 15, 150.000 đồng anh em nhé. Và nếu anh em chốt được cái mã này thì sẽ gia đình sẽ bao ship cho anh em. Mã số 15. Và mã số 16, 100.000 đồng. Mã này anh em xem lại, rất đẹp này, lá xếp và họ cắt từ rừng, cái này về anh em ghép rất dễ sống. Đấy, cây như thế này, lá xếp như thế này, tuyệt vời luôn. Vụ trước thì có hai cành hoa, anh em xem cái cành hoa của nó xếp cũng rất là đều. Đấy. Mã này thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá, lá xếp rất là đều đẹp, 100.000 đồng. Mã số 17, 120.000 đồng, cũng ở trong cái bảng, ở trong họ bóc cái vỏ cây ra như thế này, về anh em ghép rất dễ sống. Mã này thì cây rất là to, lá rất là to như thế này, đấy, trông như là cái kiểu lai trồn ấy, à, lai cáo, trồn lai cáo, cây rất là to và cũng lá xếp. Cũng đang bắt đầu chuyển nụ anh em ạ. Đấy, anh em xem. Mã này cũng có giá là 120.000 đồng. Mã số 17. Mã số 18. 120.000 đồng. Mã này cũng là hàng rời. Một cây. Vậy anh em ghép cái dòng lan trồn mùa này rất là hợp lý. Hai. Cây rất đẹp như này. Đang chữa lũ. 3. Phần đa là có lũ hết. 4. 5. 6. Cây này được 1, 2, 3, 4, 4 cặp lá. 7. 8. Một mẫu nguyên bản như này. À, có giá là 160.000 đồng. Xin lỗi anh em là 120.000 đồng. Mã số 18 nhé. 120.000 đồng. Và ở đây có một số mã hàng tam bảo sắc rất là đẹp. Ở đây anh em xem này, lá xếp và gần như cây nào cũng đang nụ. Đây đang phát triển nụ. Cây này có hai nụ này. Cây này thì có một nụ này, cây này cũng một nụ này, đấy, ba cây tam bảo sắc này, cây này thì để nhánh này, đấy, bắt đầu để nhánh, cây lá xếp rất là đẹp, lá ngắn, lá dày, lá rụt đấy, đấy, hoa thì tím trắng anh em nhé, và đây là mã số 19, có giá là 150.000 đồng, anh em xem cái cặp lá của nó được, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cặp lá, tầm 10 cặp lá mỗi cây. Và mã bên cũng rất là đẹp. Mã này, đấy, anh em xem cái thân ạ. Cũng có giá là 150.000 đồng. Dòng này về anh em ghép thì sống 100%. Rất dễ sống. Đây. Cây này cũng đang nụ. Và ở đây là lẫn cả một số cái lan gì ở phía dưới. Thân rất thẳng. 2 3 3 cây cũng có giá là 150.000 đồng. Và sang cái mã số 21. Mã số 21 cũng như vậy, cũng dòng là lá xếp như vậy. 150.000 đồng, mã số 21. 1 cây, 2 cây, cây này cũng đang nụ. 3 cây, cây này cũng đang nụ.
4 cây. Cây này đang nụ. Cây nào gần như cây nào cũng có nụ, lá xếp rất là đẹp như thế này. 150.000 đồng anh em nhé. Và sang mã số 22. Mã số 22 thì có các cái màu như thế này. Đây họ bóc của rừng về, chỗ này được 2 cây này, lá anh em xem lá đẹp không ạ? Đấy, dòng này lá ngắn đấy. Hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, cây hơi ngắn một chút nhưng mà cây rất là đẹp, già cây, tám cây, cây này rất là đẹp, trong mẫu gỗ, chín, bé thôi nhưng đang nụ. Cũng có giá là 150.000 đồng, mã số 22. Đấy, cây rất là to, đẹp như thế này. Và sang mã số 23. 23 thì có 3 cái màu gỗ nguyên bản như thế này. Một màu đấy ạ. Rồi nếu anh em không thích nó to dài quá như thế này thì gia đình sẽ cắt hộ bớt đi. Hai, cây này đang nụ. Đấy, nguyên bản thế này. Cây rất là đẹp. 3. 3 mẫu như thế này. Mã số 23 cũng có giá là 150.000 đồng anh em nhé. Đây, 150.000 đồng. Mã số 23. Mã số 24 thì có giá là 70.000 đồng. Đây, 70.000 đồng. Mã này thì cũng là nguyên bản, cây nào cũng đang ra nụ, bé thôi nhưng đang ra nụ. 1 này, đây này đang nụ này. 2 này, nụ này. 3 này. 4 này, nụ đây này anh em. 5 ở cái phần nụ ở bên kia. Đấy. 1 2 3 4 5 cây. Mẫu này là có giá là 70.000 đồng, mã số 24. Và sau đây là vào mã khác. Đó là da báo. Ở đây có mã da báo hàng rời. Thì cái dòng này rất là dễ sống để trồng ạ. Anh em chỉ ghép vào để chỗ dâm mát là một thời gian là nó tha nụ ra ấy là rất là nhiều. Mã này được 1, 2, 3, 4 cây. 4 cây. Cây đang bắt đầu ra nụ đấy anh em xem. Còn đây là phần nụ dài. Nụ dài nhưng qua quá trình vận chuyển để cây cái nụ này đầu nụ có vẻ là không hỏng một chút. Và cái mã này có giá là 160.000 đồng. Đấy, một đống như thế này. 160.000 đồng. Tiếp theo, đi vào một cái mã số 26. Mã da báo này là mã số 25 nhá. 150.000 đồng. À, 160.000 đồng. Và mã số 26 cũng là da báo. 200.000 đồng. 250.000 đồng trồng trên cái cây giớn như thế này. Mẫu cây giớn được rất là nhiều thân anh em nhé. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Khoảng 11, 12 thân. Cả to, cả bé, cả vừa. Nụ thì đang ra anh em nhé. Đây phần nụ đấy. Đang ra. Phần đây ạ. Dưới 250.000 đồng, mã số 26 ra báo. Và mã số 27. 27 ở đây là dòng hoàng thảo ý ngọc. Được mấy màu nguyên bản này. Ở đây, đây anh em xem ạ. Màu nguyên bản. Và đang bắt đầu quá trình cho nhú mầm nụ rồi anh em nhé. Cái hoàng thảo ý ngọc này này. Cả thân già thân tơ. Đây ạ, anh em xem cái mầm nụ đang bắt đầu ra. Rất là nhiều thân tơ. Thân nụ đấy ạ. Có giá là 130.000 đồng anh em nhé.
Mã số 27. Và sau đây vào mã 28. Mã 28 một đống như thế này. Thanh lý cho anh em. Anh em về ghép để chơi. Đảm bảo anh em là cái dòng này nó sống 100% nhé. Cơ bản là bây giờ gia đình không tưới không chăm được nên là cũng bị mất nước nhiều. Đấy, bị mất nước nhiều. Một đống như thế này. Đấy, mận đang bắt đầu ra rễ rồi ạ. Cứ để thì anh em cứ về chưa kịp trồng cứ treo lên trong tưới vào là nó tự ra rễ rồi. Đang bắt đầu ra rễ rồi. Nó còn ra cả nụ rồi anh em xem này ạ. Đến mùa nó phát triển này, nó cứ phát triển, nó không sợ nó chết thế này. Dễ chăm thôi. 100.000 đồng bán thanh lý cho anh em một đống như này. Và một đống bên này nữa. Đống bên này thì ra nhiều nụ hơn. Mã 29. Đây nụ mới rất là nhiều này. Đây. Đây. Và cái thân bắt đầu ra rễ đây này. Đang bắt đầu ra rễ. Đây anh em xem cái phần rễ của nó đang bắt đầu ra này. Mã số 29. Cũng 100.000 đồng. Và đấy là cũng là mã 29, cũng là cái mã cuối cùng của gia đình. Xin chân thành cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để xem video. Xin kính chúc anh em một ngày nghỉ vui vẻ và hạnh phúc. Và cũng mong anh em ấn nút chia sẻ và đăng ký để được nhiều người biết đến. Xin chào anh em.